Dùng. Mọi người thấy sự khổ sở của Tiêu, nhớ đừng vứt rác xuống nước nha mọi người. Để tôi hoàn thất cái sứ mệnh này của mình. Chứ Tiêu đâu điên dại gì mà nhảy xuống sông đâu. Có hồ bơi không bơi xuống sông bơi là gì? Sông bơi tự nhiên hơn. Biết là xuống sông bơi tự nhiên rồi nhưng mà không ai nhảy xuống sông bơi. Sao không ai nhảy xuống sông bơi? Da vẻ nó đẹp đẽ, hồng hào, trắng kẻo, có hồ bơi là người ta sẽ bơi ở hồ. Mặc dù yêu thiên nhiên thiệt. Bơi thì né mấy cái tàu nó ra nha. Thầy bơi xa tàu với xà lan qua cái chân cầu đồ ra thầy. Rồi, hy vọng mọi người, quý bà con, cô bác trên toàn thế giới khi xem được video này xin vui lòng hãy đăng ký kênh và nhấn like và chia sẻ cho mọi người cùng có ý thức bảo vệ môi trường nha cả nhà. Và chúng con cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Cả nhà đừng thả rác xuống sông Sài Gòn là mừng lắm luôn rồi. Là Tây Hôn là coi như là có hy sinh cũng xứng đáng. Hoàn thành sứ mệnh với cái dòng sông. Và dạ, thầy đã đến đây và đã thầy đã hoàn thành sứ mạng rồi thưa thầy. Tiếp nữa hả? À gì được. Hy vọng cả nhà cùng chung tay bảo vệ môi trường nha cả nhà. À gì được.